Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chân dung người vợ xinh đẹp, quyền lực của Trung tướng Trần Văn Vệ. Liên quan đến vụ án trùm giang hồ Đường Nhuệ vừa bị bắt giam mới đây, sau khi Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình mới về khai chức, một số thông tin cho rằng Trần Văn Vệ và một số cá nhân khác, các nhân vật khác trong bộ máy lãnh đạo của Công an tỉnh Thái Bình cũ chính là những kẻ bảo kê cho những hoạt động tội phạm của cặp vợ chồng của Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, tức trùm giang hồ Đường Nhuệ trên đất Thái Bình của cặp đại gia này những năm vừa qua. Điều đầu tiên người ta bắt đầu thắc mắc về ông Trần Văn Vệ, cựu trung tướng công an, cựu giám đốc công an tỉnh Thái Bình và cũng là quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Một số các bằng chứng cho rằng Trần Văn Vệ là người đã thực hiện các phi vụ nêu trên nhằm nâng cấp vợ chồng của Đường Dương từ những kẻ mới từ nước ngoài trở về chân ướt chân ráo đến đất Thái Bình nhưng đã nhanh chóng leo lên các vị trí đàn anh cho vay nặng lãi và lộng hành trong giới xã hội giang hồ, xã hội đen tại tỉnh Thái Bình. Một số thông tin cho biết thêm rằng quyền lực của ông Trần Văn Vệ bao trùm cả Bộ Công an khi ông này kết hợp với Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc và hai người con gái của hai bên đã mở ra một ngôi trường tư Gateway mà Tập đoàn Giáo dục Edofit trong vụ án lùm xùm vào cuối năm ngoái đã khiến cho không ít những bất đồng và một số sự chỉ trích từ dư luận kịch liệt. Quay trở lại vấn đề có gia cảnh của ông Trần Văn Vệ, người trực tiếp bảo kê cho hàng loạt các hành động tội phạm của nhóm Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương trên đất Thái Bình và một số thông tin cho rằng vợ chồng Trần Văn Vệ và Bùi Thị Kim Liên chính là một người vô cùng sắc sảo được biết. Bà Bùi Thị Kim Liên là một người tham gia vào công việc hành chính bếp núc nhưng lại có khả năng sai khiến cả chồng của mình là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Sau khi cuỗm trọn 163 tháng lương hưu vì việc làm giả giấy tờ hồ sơ và con dấu khai man lý lịch, bà Bùi Thị Kim Liên đã nhanh chóng bị báo chí phát hiện điều tra. Vụ việc sau đó bị vỡ lở, ông Trung tướng Trần Văn Vệ phải vội vã điều đình với hệ thống ban lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình. Được biết trước sức ép của báo chí và dư luận nhằm lấp liếm dư luận và bảo toàn cho cái ghế quan trường đang trên đà thịnh phát của bản thân ông ta, Trung tướng Trần Văn Vệ buộc phải giao nộp lại số tiền đã dùng để cưỡng đoạt từ bảo hiểm để cho bà vợ Bùi Thị Kim Liên. Thế nhưng chớ trêu thay, ông này lại tiếp tục sử dụng quyền lực của vị giám đốc công an tỉnh Thái Bình, làm tiếp một bộ hồ sơ giả khác, làm chế độ hưu trí cho bà Bùi Thị Kim Liên. Thật không hiểu làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình biết bao nhiêu là chức tước bổng lộc, ăn biết bao nhiêu là tiền của đút lót. Không hiểu sao vị trung tướng Trần Văn Vệ cứ phải vội vã tìm cách làm hồ sơ giả để cho vợ nhận vài tháng lương hưu và mỗi tháng chỉ có vài triệu đồng. Quả là không vơ vét không được, vơ vét quen tay không thể nghỉ tay được. Tuy nhiên, sau đó vụ việc tiếp tục vỡ lở ra đáng tiếc cho những cán bộ nhân viên thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình. Vụ việc vỡ nở đã khiến cho ông Trần Văn Vệ chấp nhận hồ sơ giả mạo và ký con dấu tống giam họ về tội danh, trong đó khi mà trước đó ông Trần Văn Vệ đã ra lệnh cho họ cần phải làm hồ sơ như vậy. Điều khó hiểu là riêng số hồ sơ giả mạo chính danh đó là vợ ông là bà Bùi Thị Kim Liên lại được miễn trừ nằm ngoài hồ sơ vụ án, khiến cho dư luận xã hội và đặc biệt là các nhân sĩ tại đất Thái Bình vô cùng bức xúc và bất bình. Được biết đại tá Trần Văn Vệ vào ngày 14 tháng 6 năm 2007, khi đó ông đang là giám đốc của Công an tỉnh Thái Bình, đã ký cấp chứng minh nhân dân chính thức cải lão hoàn đồng cho bà vợ của ông ta là Bùi Thị Kim Liên từ một bà lão gần 60 tuổi, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1940, chuyển trở lại thành ngày sinh 14 tháng 6 năm 1964, tuổi Tiền Mãng Kinh. Sự thay đổi này là một cách trắng trợn cũng không có phép màu nhiệm nào cả. Một sự thật được phơi bày cũng được quyết định về sự nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên làm giả hồ sơ, sinh năm 1940, hơn hẳn ông Vệ là chồng đến tận 10 tuổi đầu. Vào những năm cuối cùng của thập kỷ 90 của thế kỷ trước,
phường Quang Trung, thành phố Thái Bình đã có nhiều tin đồn thổi đàm tiếu trong phường có vợ một sếp lớn của ngành công an khi mới 30 tuổi đã được hưởng lương hưu. Chính quyền sở tại đã đưa ra hàng loạt lý do, trong đó có biện minh cho việc bà Liên lĩnh lương hưu ở hạng ấy nào. Và phải biết ngậm miệng không được đụng đến dâu hùm. Tuy nhiên, quá trình nhận tiền lương hưu của bà Bùi Thị Kim Liên cũng vô cùng gay cấn. Cụ thể, để tránh bị quần chúng nhân dân phát tác, bà Bùi Thị Kim Liên nhận danh của ông Trần Văn Vệ đã yêu cầu cho cán bộ bảo hiểm cần phải chi trả trực tiếp, có nghĩa là phải mang tiền lương hưu đến tận nhà giao vào tay cho bà Liên. Thế mới biết uy quyền và tầm ảnh hưởng của ông Trần Văn Vệ khủng khiếp như thế nào tại tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, xem xét lại toàn bộ hồ sơ giả mạo nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên, người ta đã bộc lộ, đã nhận thấy được những sự bộc lộ đầy rẫy những sự mâu thuẫn và nguy hại. Cụ thể, theo quyết định thì khi 8 tuổi, bà Liên đã tham gia cách mạng, 14 tuổi là quân nhân trực thuộc Trung đoàn 952 vùng 1 Hải quân, 18 tuổi là công nhân xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình, nhưng lại báo cáo xác minh số 33 phòng kiểm tra bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình thì bà Liên chỉ có thời gian công tác 10 năm, là từ năm 1983 đến năm 1993. Cách duy nhất để thực hiện các công việc nêu trên chính là đồng chí Trần Văn Vệ trực tiếp thực hiện hóa phép cho hồ sơ của bà Liên được nghỉ hưu trong thời gian quy đổi là 25 năm 6 tháng. Tuy nhiên, áp lực của báo chí và dư luận xã hội, đồng thời để bảo đảm bảo an toàn cho các ghế quan trường của chính bản thân ông ta, ông Trần Văn Vệ phải trực tiếp đến xin giao nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận lãnh. Lẽ ra vụ việc nên phải được khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, không phải khởi tố khi mà chồng bà đang nghiễm nhiên là giám đốc công an tỉnh. Tiếp tục các trò xảo thuật khác, đó là trước các doanh nghiệp qua cầu rút ván, tưởng chừng như vụ việc đã được khắc phục và chấm dứt để rồi những người đời cũng có thể bỏ qua. Nào ngờ lòng tham của ông Trần Văn Vệ và bà Bùi Thị Kim Liên có thể xem là vô đáy. Một số thông tin cho hay rằng thua keo này thì ta bày keo khác. Trung tướng Trần Văn Vệ lại tiếp tục là một bộ hồ sơ giả khác cho vợ là Bùi Thị Kim Liên. Tuy nhiên, sau vụ việc trên, nhà báo điều tra Bùi Trọng Thắng đã đưa ra và phanh phui toàn bộ thông tin. Thậm chí ông đã cất công đi tìm hiểu tại địa phương, một số chính quyền xã phường và đặc biệt là cơ quan bảo hiểm tỉnh Thái Bình, phanh phui ra toàn bộ các thông tin nêu trên. Được biết, nguyên nhân mâu thuẫn giữa ông Trần Văn Vệ và nhà báo Bùi Trọng Thắng là vì ông Trần Văn Vệ chính thức tước đoạt về cuốn sách của nhà báo Bùi Trọng Thắng, khiến cho nhà báo Bùi Trọng Thắng trở nên tức tối và tiến hành điều tra. Trong lúc như vậy, các mâu thuẫn lợi ích nhóm dâng lên. Phía đối thủ của Trần Văn Vệ đã tung ra cho nhà báo Bùi Trọng Thắng toàn bộ các thông tin diễn biến của sự việc, khiến cho Trung tướng Trần Văn Vệ rơi vào thế bế tắc. Một số thông tin cho rằng Trần Văn Vệ đã trực tiếp điều đình với nhà báo Bùi Trọng Thắng với điều kiện là ký quyết định cho phép cuốn sách của nhà báo Bùi Trọng Thắng được ra mắt, và đổi lại đó, nhà báo đã không đồng ý và khiến cho Trần Văn Vệ phải đi cầu viện. Thứ trưởng Bộ Công an khi đó, ông này đã phải về địa phương Thái Bình để gặp và giảng hòa cùng với ông Bùi Trọng Thắng, là mong rằng sẽ nể nang vì là đàn em đã sai lầm và xin được bỏ qua. Được biết, sau sự việc được bỏ qua, những tưởng như Trần Văn Vệ cũng bỏ qua tất cả. Nhưng không, ông ta đã áp dụng chiến thuật thủ tiêu nhà báo Bùi Trọng Thắng. Sự việc bị vỡ nở, nhà báo này bị đánh nhưng chỉ là bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu, cho nên đã bảo toàn được mạng sống, quay trở lại tấn công vào toàn bộ hệ thống gia tộc của Trung tướng Trần Văn Vệ. Trong đó nổi lên là bà vợ, nhưng đơn khiếu nại liên tiếp được gửi cho cơ quan thanh tra và đặc biệt là báo Người Cao Tuổi đã đăng lại hàng loạt các bài điều tra về sự việc nêu trên. Tình hình nghiêm trọng đến mức Bộ Công an phải vào cuộc điều tra và xác minh. Thế nhưng sau đó, cơ quan thanh tra Bộ Công an đã chính thức yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông không cho phép đăng tải các thông tin về ông Trung tướng Trần Văn Vệ như cách bảo kê trực tiếp cho đàn em của mình. Khi giám đốc công an bảo kê cho tội phạm,
Không phải đến tận bây giờ mà từ 20 năm trước vào những năm 2000, nạn bảo kê cho giang hồ du đãng đã gây chấn động Việt Nam. Vụ án Nam Cam và đồng bọn là một điển hình. Hai ông ủy viên Trung ương Đảng là Bùi Quốc Huy và Trần Mai Hạnh dính phốt, có mặt trong danh sách đen chạy án bao che bỏ lọt tội phạm. Ngoài Thứ trưởng Bộ Công an, Viện Phó Viện Kiểm sát Tối cao, còn có các sĩ quan cấp tá, anh hùng lực lượng vũ trang, thủ trưởng cơ quan điều tra. Cho nên, dân lành không chết mới lạ. Lực lượng công an đã trở thành nỗi khiếp đảm kinh hoàng đối với người dân trên cả nước. Phần vì luật lệ đã dành cho các cơ quan chức năng quyền hạn quá lớn. Gần như toàn bộ hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa của gần 100 triệu dân trong cả nước lẫn hàng triệu kiều bào đều nằm trong tay các lực lượng này. Ở mỗi tỉnh, thành, giám đốc công an đều nằm trong thường vụ tỉnh thành ủy. Bí thư dù là ủy viên Trung ương Đảng cũng ớn giám đốc công an, nói chi đến cấp ủy ban nhân dân. Vì theo ngành dọc xếp đại của công an lại là ủy viên Bộ Chính trị. Ông giám đốc công an làm gì bí thư tỉnh đều biết và ngược lại. Cho nên họ luôn là cặp đôi hoàn hảo, đoàn kết với nhau để đôi bên cùng có lợi. Từ đó giám đốc công an trở thành trùm của các ông trùm bảo kê cho thế giới ngầm. Thiếu tướng Bùi Quốc Huy sinh năm 1945 mất chức Thứ trưởng, ra khỏi Bộ Chính trị Trung ương Đảng, lãnh án 5 năm tù bởi do bảo kê cho xã hội đen thành hồ như Nam Cam. Hồ viết sử, thời ông ta làm giám đốc Sở Công an. Sau vụ án Nam Cam chấn động cả nước, ngỡ các giám đốc công an sẽ nhờn, nhưng không, họ còn táo bạo tinh vi hơn, ăn dày hơn và ngồi sổ trên luật pháp hơn. Còn nhớ năm 2012, Lê Bá Huy, doanh nhân Đà Nẵng, còn có biệt danh là Huy Máy Nổ, đã lừa đảo chiếm đoạt của bà PT quê ở Vũng Tàu có tập đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh số tiền 20 tỷ đồng và 500 lượng vàng SJC. Năm 2013, bà PT ra tận Đà Nẵng gửi đơn cho công an đòi tiền, nhưng Huy lánh mặt. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, Lê Bá Huy là trùm buôn bán máy nổ xe đạp điện của Trung Quốc. Huy kinh doanh hệ thống nhà hàng khách sạn Samji, ông chủ của cà phê Không Gian Xưa, đầu tư lên đến 650 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án từ năm 2015, nhưng rồi chìm xuồng cho đến tận ngày hôm nay. Ngày 1 tháng 11 năm 2014, Lê Bá Huy bị cô NTMI, năm sinh 1993, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, tố cáo hiếp dâm với đầy đủ tăng chứng vật chứng. Kết cục vụ án không được khởi tố, thiếu nữ bị cướp đời con gái, còn đại gia Huy thì bình an vô sự. Người dân thành phố Đà Nẵng đều biết người bao che bảo kê cho Lê Bá Huy chính là đại tá Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1961, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng 2010 đến 2015. Nay ông Sơn đã lên trung tướng, thứ trưởng Bộ Công an. Giang hồ sầm xì tại quê nhà Hòa Tiến, em kết nghĩa Lê Bá Huy làm tặng đại tá Sơn một căn nhà gỗ kiểu xưa ba gian trị giá 50 tỷ đồng. Thời của Nguyễn Văn Sơn, một suất vào công an, con em sĩ quan trong ngành đã chung không dưới 10.000 đô. Ngoài người ngoài thì giá còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Những năm gần đây, sự gắn kết giữa xã hội đen và xã hội đỏ công khai trở thành nỗi kinh hoàng trong người dân lương thiện. Giang hồ du đãng có mặt hầu hết ở các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, thương mại, du lịch, dịch vụ, bất động sản đến buôn bán ma túy cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, chém mướn. Năm 2018, đại tá tiến sĩ Lê Văn Tam, sinh năm 1959, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, kế nhiệm Nguyễn Văn Sơn, bảo kê cho Vũ Nhôm. Thông tin ông Tam được Vũ tặng biệt thự trăm tỷ lan truyền khắp thành phố Đà Nẵng. Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, sinh năm 1958, giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, được cho là trùm bán lon bán ghế trong lực lượng bao che cho bọn khai thác buôn bán gỗ lậu, bảo kê giang hồ chuyên thu hụi chết, làm luật với nông dân trồng tiêu và cà phê. Nhìn cơ ngơi biệt thự toàn đồ gỗ trị giá hàng ngàn tỷ và đưa con gái Trần Thúy Hằng từ nhân viên ngân hàng sang đeo lon thượng úy, đội trưởng chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế, đủ thấy quyền lực của ông ta như thế nào. Năm 2019, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, giám đốc công an thành phố Đồng Nai,
để lại một vết nhơ đáng hổ thẹn, xuất thân từ trưởng phòng cảnh sát giao thông, nhờ trung đủ cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh. Mạnh được Khánh chọn làm người kế nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh từ năm 2015. Suốt 5 năm trên ghế ông Trùm, Huỳnh Tiến Mạnh gây quá nhiều tội lỗi và tai tiếng. Cặp vợ chồng đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, phu nhân Nguyễn Thị Hồng đã làm những việc động trời ở Đồng Nai, bảo kê cho bọn giang hồ, du đáng, thu tóm bất động sản, cho vay nặng lãi, lập hệ thống mãi lộ, mua bán chức quyền, trù dập cán bộ. Đỉnh điểm ngày 12 tháng 6 năm 2019, hàng trăm giang hồ xăm trổ do Giang 36 và Tuấn Nhóc cầm đầu đã tấn công các sĩ quan công an thành phố Biên Hòa và giam họ tại chỗ trong xe hàng giờ. Lực lượng đầu gấu ấy là đệ tử của vợ chồng Huỳnh Tiến Mạnh, giám đốc công an. Tội danh sai phạm của Huỳnh Tiến Mạnh và vợ lẽ ra phải bị khởi tố hình sự, chứ không phải chỉ là kỷ luật đảng và mất ghế giám đốc, rồi nghỉ hưu. Sự kiện Huỳnh Tiến Mạnh hạ cánh an toàn gây phẫn nộ và nhức nhối ngay trong chính ngành công an của tỉnh Đồng Nai cũng như dư luận xã hội trong cả nước. Mới đây, vụ án vợ chồng Đường Nhuệ ở tỉnh Thái Bình lộ ra mặt thật của nhiều vấn nạn xã hội đen lộng hành, đội lốt doanh nhân hà hiếp dân, cướp của, thu tóm đất đai, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, đánh người ngay tại đồn công an, xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, vô hiệu hóa cả một hệ thống chính trị ở tỉnh Thái Bình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.